Nếu là sinh viên đấy thì anh em thường làm gì để kiếm tiền? Mình thì chọn làm affiliate từ khi học năm 3 đại học, và hiện nay thì vẫn đang kiên trì theo đuổi ngách này. Sau 2 năm trải nghiệm với đủ các loại công việc cho sinh viên như chạy bàn, gia sư và nhân viên siêu thị với mức lương chỉ đủ thế. Trọ và tiền ăn uống ấy, thì vào những ngày tháng giãn cách xã hội mình hầu như là không còn công việc nào để tiếp tục vì mọi nơi đều đóng cửa. Thì lúc đó mình bắt đầu tìm kiếm những cái công việc online, và đó là lúc mình bắt đầu với affiliate. Tất nhiên thì mọi thứ ban đầu không hề dễ dàng, nhưng sau 1 năm kiên trì theo đuổi, cái mức thu nhập hiện tại hàng tháng của mình đã hơn rất nhiều. Cái mức lương mà mình nhận được khi làm tại các cái quán ăn trong vòng 1 năm, mình thì không khuyên tất cả mọi người làm công việc affiliate vì không phải ai cũng cảm thấy phù hợp để theo đuổi những công việc tự do, vì sẽ có những người thích sự ổn định, thích sự an toàn. Tuy nhiên nếu bạn là một người như mình thích một công việc làm chủ về thời gian, làm chủ với công việc với cái mức thu nhập cao hơn ấy, thì bạn có thể tìm hiểu về affiliate ngay hôm nay. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách mình làm affiliate, hãy đón xem các video tiếp theo ở trên kênh. Hello anh em. Ok, Xin hello anh chào, Tuna. xin chào, xin chào mọi người. Yes. Anh em chuẩn bị nhá, anh em chuẩn bị, anh ngồi sẵn vị trí, setup vị trí để chúng ta sẽ đến với một buổi AMA, buổi webinar rất tuyệt vời. Có sự có mặt của anh Tuna và chị Thơm. Bật mí một chút thì cái buổi hôm nay sẽ có một phần quà và sẽ có 5 phần quà dành cho 5 bạn. Đó, và trị giá của phần quà nó sẽ rơi vào 30 đô. Đó, bật mí trước cho anh em. Đây là ok, anh em share đi, share like, share thật mạnh cho bạn bè, người thân, cho anh em, cho đồng nghiệp để vào xem livestream và chúng ta cùng nhận quà. Ok. Ok, xin chào tất cả các bạn khán giả và cộng đồng affiliate của MetaWorks. Chào mừng anh em đến với buổi AMA được tổ chức bởi MetaWorks và nền tảng giao dịch Nam Exchange. Và buổi livestream này sẽ được phát sóng trên trang fanpage của MetaWorks cũng như là của Nam Exchange.
và em đi rất hân hạnh khi được trở thành người đồng hành cùng các speaker và quý khán giả trong buổi livestream ngày hôm nay với chủ đề là đẩy số cùng Nami Exchange và kinh nghiệm thực chiến từ top KOL. Đầu tiên, em đi xin cảm ơn hai khách mời đã dành chút thời gian trong cái lịch trình bận rộn để đến với buổi livestream ngày hôm nay. Đúng như tên gọi thì webinar ngày hôm nay sẽ cung cấp cho bạn những cái nội dung vô cùng hấp dẫn, những bí quyết đắt giá trong việc tìm hiểu về chiến dịch, mức hoa hồng và cách thực hiện chiến dịch Nam Mỹ trên cho nó hợp lý. Và những bí quyết này thì sẽ được bật mí thông qua các khách mời sáng giá của chúng ta. Anh em cùng thả like để chào đón sự có mặt của khách mời. Ok, thì xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tấn Nam là CEO của Nam Mỹ Exchange, và thứ hai là chị Thơm Bùi, KOL có tiếng ở trong giới crypto. Ok, anh em comment chào đón với khách mời của chúng ta. Xin chào mọi người. Chào cả Ok, nhà, chào anh Nam, chào Hưng Thế. ok. Như anh em đã biết thì năm 2022 ấy là một năm cực kỳ đầy biến động với thị trường tài chính, và chúng ta đã chứng kiến những cái tên tuổi lần lượt sụp đổ. Tuy nhiên thì vào đầu năm nay tới cái thời điểm hiện tại thì thị trường đang hồi phục dần, người dùng đang bắt đầu quay trở lại thị trường rồi, vì vậy nên là chúng ta có quyền mơ ước cao hơn. Mơ ước cao gì thì đây, thì chờ một ngày để được nhìn BTC trở lại cái mức ATH là 60k hoặc là hơn nữa, gấp 2, gấp 3 lần. Để chờ đến lúc đấy thì phải chăng là cái thời điểm này anh em ta nên chuẩn bị những cái điều cần thiết, chuẩn bị cho một năm bùng tổ, mà dự tính ấy thì cái thời gian sẽ là uptrend nó sẽ rơi vào tầm 2024 đúng không? Thì để chuẩn bị cho một năm bùng nổ ấy thì chúng ta phải cần có những cái nền móng, có những viên gạch. Thì hôm nay thì sẽ là một buổi đẩy số, và cái nội dung của buổi hôm nay ấy sẽ là đẩy số chiến dịch Nam Exchange và kinh nghiệm thực chiến đến từ top KOL. Và chương trình sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là tìm hiểu về cái chiến dịch Nam Exchange, phần thứ hai là kinh nghiệm thực chiến đến từ top KOL, và phần thứ ba sẽ là giao lưu hỏi đáp giữa khách mời với cả anh em affiliate. Ok, thì mới đây MetaWorks launching cái chiến dịch về affiliate với nền tảng Nam Exchange, một trong những nền tảng giao dịch đã được chứng minh cái sự tin cậy và minh bạch trong thị trường. MetaWorks cũng thực sự là tự hào khi được trở thành cánh tay nối dài giúp nền tảng giao dịch Nam Exchange mở rộng được thêm thị trường, cũng như là mang đến nhiều user chất lượng tới Nam Y. Và cảm ơn anh Nam đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Có lẽ là mời anh Nam giới thiệu đôi chút về bản thân và về nền tảng Nam Exchange được không? Xin được cảm ơn Andy, xin chào Rose và xin chào tất cả các anh chị em đang theo dõi cái buổi AMA livestream ngày hôm nay. Đầu tiên để tiếp lời cho Andy thì anh cũng phải nói rằng là từ đại diện của Nami thì cũng rất là hân hạnh được hợp tác cùng với MetaWorks, một cái nền tảng affiliate mà bản thân Nam là người trong làm trong ngành này thì cũng đã biết tới MetaWorks từ lâu và cũng đã rất là mong là sẽ tới một ngày có cái cơ hội để được hợp tác cùng với MetaWorks để mang những cái sản phẩm và dịch vụ của hệ sinh thái Nami chứ không chỉ là Nami Exchange không thôi đến gần hơn với cộng đồng người dùng thông qua những publisher và thông qua những KOL rất là thực chiến của MetaWorks. Để nói qua một chút thì hiện nay thì Nam đang phụ trách toàn bộ cái phần vận hành của Nami Exchange và cũng như các cái sản phẩm khác của Nami Foundation. Nami Foundation thì sẽ tập trung phát triển những cái dự án dựa trên công nghệ nền tảng là crypto và blockchain để giới thiệu với cộng đồng mang cái công nghệ này đến gần hơn và giải quyết được những cái nhu cầu của người dùng cũng như là làm gia tăng những cái cơ hội tạo ra những cái giá trị mới của người dùng và cộng đồng trong cái xu hướng công nghệ mới này. Thì Nami Exchange là một trong những cái công cụ đấy của người dùng, là một cái sàn giao dịch crypto to crypto. Và hiện nay thì đang có cái sản phẩm chính là sản phẩm giao dịch giao ngay spot, sản phẩm giao dịch future, hợp đồng tương lai, sản phẩm quy đổi swap. Và sắp tới thì sẽ đưa quay trở lại với nhiều những cái sản phẩm khác nữa trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng rằng là cùng với cái sự đồng hành của MetaWorks thì với cái giải sản phẩm đa dạng hơn thì nó sẽ tiếp cận được ngày càng nhiều người dùng hơn. Đấy là để nói qua về 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 Dam cũng như là những cái sản phẩm và dịch vụ của Nami Exchange. Thì Andy, em lúc nãy em còn hỏi thêm cái gì không nhỉ? Anh sorry anh quên mất tiêu. Nói
Đấy thì anh em đã hình dung sơ qua À. về cái chiến lược cũng như là hiểu Nam Ý Chuyên là gì cũng như hiểu anh Nam Ừ. rồi. Thì anh Nam có thể share một chút về cái sự kiện hoặc là một số event sắp tới để cho anh em update để À. những ngày triển khai. À đúng rồi. Tại vì thực ra Nami thì có rất là nhiều những cái chương trình dành cho rất là nhiều những cái đối tượng người dùng khác nhau. Thì riêng với các anh em mà affiliate, nghĩa là giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến với người dùng á, thì mình có những cái chương trình trực tiếp tặng thưởng cho người dùng, gọi là chào đón người dùng mới. Thì gần đây nhất là mới ngày hôm nay thôi, thì đã chính thức có một cái chương trình là tặng 5 USDT, chính thức áp dụng, chứ thông báo thì thông báo từ hôm qua. Chính thức áp dụng từ 11 giờ sáng nay là chương trình tặng 5 USDT cho người dùng mới khi mà hoàn tất đăng ký tài khoản và hoàn tất KYC trên Nami Exchange. Thì sẽ được ngay lập tức nhận 5 USDT vào ví Future để trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai cùng với cả Nami Exchange. Thì cái số 5 USDT thưởng này cùng với cả cái lợi nhuận từ cái giao dịch future đó sẽ được mở khóa và người dùng hoàn toàn có thể rút về ví chính cũng như là tiếp tục sử dụng để giao dịch và tạo ra lợi nhuận khi mà đạt cái khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai là giao dịch future lũy kế 5.000 USDT. Mình nghe thì có vẻ lớn nhưng mà thực tế ra với cái mức đòn bẩy mà trên Nami Future hiện nay đang hỗ trợ là lên tới x125 thì với 5 USDT là mình đã có thể ký quỹ cho một cái giao dịch hợp đồng tương lai có cái khối lượng lên tới khoảng 1.250 USDT. Thì nói về coi như là 5 USDT đấy thì mình sẽ có tạo ra được một cái lệnh có cái giá trị nó khoảng động 1.250 USDT thì 5 USDT ký quỹ nó sẽ không hề nhỏ nữa nếu mà mình để ý tới cái con số đòn bẩy đó, cũng như là cái con số mà 5.000 USDT khối lượng lũy kế đòn bẩy để mà mình được mở khóa cái số tiền thưởng cũng như là số lợi nhuận đấy thì nó cũng không phải là một cái con số gì đó quá to tát và quá khó để mà đạt được. Bên cạnh đó thì nhân cái sự kiện mà hợp tác cùng với cả MetaWorks thì Nami cũng rất là vui khi mà có thể giới thiệu một cái chương trình dành riêng cho các người dùng đến từ hệ thống affiliate của MetaWorks. Đó là thay vì được tặng 5 USDT thì người dùng của MetaWorks sẽ được tặng 10 USDT. Và chương trình này sẽ dành cho 1.000 người dùng đầu tiên nhanh chân nhất đăng ký tài khoản Nami Exchange hoàn tất xác minh tài khoản là KYC thì sẽ được nhận ngay 10 USDT cũng vào ví future và mình cũng đạt đủ cái khối lượng giao dịch là 10.000 USDT thì mình sẽ được rút toàn bộ cái số USDT thưởng này cùng với cả cái số lợi nhuận phát sinh từ cái giao dịch đó. Và cũng xin nhắc lại rằng là với 10 USDT thì giống như cái bài toán mà đòn bẩy x125 mà Nam vừa mới nói ấy, thì chúng ta có thể có được một cái 10 USDT thì chúng ta sẽ có khoảng độ 2.500 USDT khối lượng vị thế. Thì để đạt được cái con số 10.000 thì nó cũng không hề khó. Thì cũng mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ cho Nami cũng như là cho các cái sản phẩm của Nami. Và bên cạnh đó nữa thì cũng có một cái chương trình cái này thì là Thế chia sẻ hay là anh sẽ chia sẻ luôn, đó là cái chương trình airdrop Nami Exchange, món quà dành riêng cho cộng đồng affiliate của MetaWorks đây. Thì là Thế chia sẻ hay là anh sẽ chia sẻ cho anh chị em đang Anh theo dõi chia livestream? sẻ luôn cho nóng, quá nhiều quà từ hôm nay rồi. Ok. Có nhiều quà đúng không? Riêng cái chương trình ngày hôm nay thì phần thưởng sẽ là 30 USDT cho mỗi affiliate và giới hạn số lượng cho 5 affiliate đầu tiên đạt điều kiện. Và thời gian thì mình sẽ có một tuần từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4. Và cái thể lệ của chương trình đó là mình đăng ký tham gia chiến dịch Nami qua nền tảng MetaWorks này. Mình điền vào cái form đăng ký này và mình đạt cái khối lượng giao dịch trên Nami Exchange từ 10.000 USDT trở lên thông qua mã giới thiệu là Rep Code từ nền tảng MetaWorks. Đó. Thì cái này thì cái khối lượng giao dịch này thì mình cũng tính là USDT nha. Cho nên là và với cả cái số tiền mà với cái số mà mình được thưởng á thì mình với cái số đòn bẩy mà Nam cũng chia sẻ thì mình sẽ rất là dễ để mình đạt được cái khối lượng giao dịch này thôi.
Và thời gian công bố kết quả thì dự kiến sẽ là vào ngày 17 tháng 4. Cơ chế trả thưởng thì sẽ được trả thưởng trực tiếp vào cái ví Nami Exchange của các affiliate mà mình đạt điều kiện nhận thưởng. Và đương nhiên rồi thì giống như Nam có chia sẻ, mình vẫn cần hoàn tất đăng ký tài khoản và mình hoàn tất xác minh tài khoản để mình được nhận thưởng. Quá tuyệt vời. Sao em sao? Rất nhiều người inbox cho em hỏi là liệu khách mời hoặc là bạn của khách mời thì có được ưu tiên một slot nào đấy không? Khách mời với bạn của khách mời á hả? Thì anh nghĩ rằng là với cái kinh nghiệm thực chiến của Rose thì chắc chắn là em sẽ giành được slot này mà không cần sự ưu tiên rồi, cho nên là anh nghĩ chắc cái đó nó không cần thiết đâu em. Vâng ạ, cảm ơn anh. Thì hy vọng rằng là với tất cả những cái chương trình mà Nam vừa chia sẻ thì mình vừa có chương trình dành cho người dùng, gọi là mình tạm gọi là người dùng phổ thông đi, người dùng mà đến với Nami một cách tự nhiên. Mình vừa có cái chương trình dành cho những người dùng mà thông qua cái hệ thống affiliate của MetaWorks, đặc biệt mình cũng có cái chương trình dành cho chính những affiliate của MetaWorks. Thì Nam hy vọng là những cái chương trình đó nó sẽ phần nào đó tạo thêm cái động lực cho anh chị em để tham gia cái chiến dịch này của Nami Exchange cùng với cả MetaWorks. Ok, để em tóm tắt lại cho anh em một xíu. Đó, cái thứ nhất là phần quà dành tặng cho người mới này là 5 USDT, là khi những cái bạn user ấy mà anh em giới thiệu vào hoặc là anh em đăng ký thì sẽ nhận được 5 USDT đấy, và yêu cầu là KYC, và phần thưởng đấy thì sẽ được gửi vào bí thư chờ của anh em, với cả là điều kiện để unlock cái phần thưởng 5 USDT là anh em đạt cái khối lượng giao dịch là 5.000 đô. Ok, thì cái phần thưởng thứ hai ấy là tiếp tục là 10 về cái phần thưởng 10 USDT đó, thì là cái này là ưu ái dành riêng cho anh em affiliate của MetaWorks đó. Thì anh em thấy được là Nami dành cái ưu ái cho anh em affiliate như thế nào rồi, thì anh em tranh thủ triển khai và sử dụng cái content này để anh em đi truyền thông, đúng không? Làm về content, làm về nội dung, thì cái này là một cái sự kiện, một cái event tuyệt vời Nami dành riêng cho anh em rồi đó. Cái thứ ba ấy là về cái sự kiện ưu ái hơn nữa là dành 30 đô, 30 đô là nếu anh em nhân được tiền Việt khá khá đấy nhờ. Đó, thì dành riêng cho những bạn may mắn nhất nhé, là 5 bạn nhanh nhất để đạt điều kiện. Thì cái phần điều kiện anh em có thể xem ở phần comment nhé, comment. Đó, thì ban tổ chức đã ghim lại cho anh em rồi. Ok. Đứng trên cái cương vị, thứ nhất là đứng trên cái cương vị là một người làm affiliate ấy, thì em thấy, mình thấy là cái chương trình này của Nami quá là ngon rồi. Thứ nhất là vừa để kích hoạt cái chương trình 10 đô ấy, ví dụ chương trình 10 đô ấy, để kích hoạt lệnh future của anh em, hoặc là kích hoạt anh em có thể sử dụng để truyền thông nhé, để truyền thông cho những bạn user, người ta phát sinh giao dịch, phát sinh những cái lệnh future, và từ đấy thì kích hoạt được cái mình gọi là cái gì nhỉ? Ok, thì sau khi kích hoạt được là cái món đầu tư rồi chẳng hạn đó, thì gọi chung là như thế. Thì khi đấy là anh em bắt đầu giao dịch, stress giao dịch, thì tiếp theo cái phần nhận hoa hồng của là rơi vào phần của anh em affiliate rồi đó. Thì đấy, anh em có thể sử dụng chương trình đấy để anh em truyền thông. Ok, thì cảm ơn anh Nam vì những cái chia sẻ trên, cũng như là cảm ơn Nami về cái chương trình ưu ái dành riêng cho MetaWorks, cũng như dành riêng cho anh em affiliate của MetaWorks. Vậy không biết với cái thị trường ấm dần lên ấy, thì Nami Exchange sẽ chuẩn bị những cái nền cái gì để đón cái nền đón cái con sóng mới này? Ra cái câu hỏi này thì từ lúc anh đọc kịch bản thì anh cũng hơi hơi băn khoăn một chút, tại vì thực ra câu hỏi nó bao hàm rất là rộng, nó vừa về mặt chiến lược mà nó vừa về kế hoạch cụ thể. Thì tuy nhiên là riêng với cộng đồng gọi là cộng đồng trên mạng xã hội á, thì hôm nay anh cũng xin phép chia sẻ giới hạn ở đó thôi, tại vì về sản phẩm và về những cái kế hoạch sắp tới mà nếu mà mình nói ra thì thứ nhất là sợ mà mình không đủ thời gian, và thứ hai nữa rằng là sợ rằng là nói mà mình nói sớm quá thì nó lại không hay đó. Thì bây giờ anh sẽ giới hạn anh chia sẻ lại ở cái chương trình dành riêng cho cộng đồng. Thì hiện nay á thì Nami đã bắt đầu và đã chạy thử nghiệm được một tháng một cái chương trình mà dành riêng cho
cho gọi là cộng đồng người dùng thông qua trên các cái trang mạng xã hội ấy. Thì nó gọi là cái chương trình Nami Ohana đó. Cái tên thì nó nghe nó hơi kỳ, nhưng mà nó là một cái ngôn ngữ của thổ dân ở Hawaii, tại vì Nami thì hiện nay đang có một cái gọi là cái style là Hawaii đó, cho nên là những cái chương trình thì nó sẽ bao quanh được những cái ngôn ngữ hay là những cái màu sắc, những cái hình ảnh chủ đạo, tất cả các thứ thì nó đều mang tới một cái tinh thần tự do, phóng khoáng, tươi mới, mát mẻ, để anh chị em cùng đón một cái mùa mà tất cả mọi người đều đang rất là kỳ vọng ha. Thì cái chương trình Ohana đấy thì cơ bản là nó sẽ được đánh giá, thì mỗi một thành viên của cộng đồng, mình chưa nói người dùng, mà mỗi một thành viên của cộng đồng, bạn tham gia đánh giá có những bạn tham gia cộng đồng của Nami và có những cái hoạt động tích cực ở trên cộng đồng đó, thì mỗi một tháng thì Nami sẽ tổng hợp lại tất cả những cái hoạt động ở trên cộng đồng của mỗi thành viên đó, và sau đó thì sẽ tặng thưởng cho tất cả các thành viên. Thì theo như thông báo ở đây thì tại vì cũng ngày hôm nay luôn tụi anh vừa mới công bố cái danh sách trúng thưởng cuối cùng của tháng 3, cho nên là bây giờ có số liệu ở đây, thì cái giải thưởng ấy, thì nó sẽ là giải khoảng 40 USDT và một cái số lượng token Nami là token chính của hệ sinh thái Nami đó. Thì đó là trên Facebook, còn trên Telegram thì cũng có những cái giải thưởng riêng. Thì nghĩa là đấy là những cái chương trình để mong rằng là cái cộng đồng nó sẽ ngày càng tạo nên được những cái hoạt động thú vị, bổ ích và sôi nổi ở trên các cái cộng đồng của Nami. Cái này thì trước đây thì Nami cũng đang hơi chưa được đẩy mạnh và đầu tư lắm, thì trong thời gian sắp tới thì cùng với cái việc mà đấy làm việc với các đối tác mở rộng ra những cái chương trình marketing, những chương trình tặng thưởng cho người dùng mới, những cái chương trình dành cho đối tác phát triển cộng đồng, thì hy vọng rằng là sẽ xây dựng được một cái cộng đồng vững mạnh, năng động và gắn bó, gắn kết, đi cùng với nhau lâu dài. Tuyệt vời, quá nhiều chương trình Thực đó ra anh em áp thì quannh đi quẩn lại thì cũng cũng là những cái chương trình để tặng thưởng cho anh em là chính thôi, chứ cũng không có gì. cả là hướng đến cho thuận tiện nhất để cho anh em triển khai rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, đó thì tiếp theo em có một câu hỏi dành cho anh Nam là tại sao Nam Mỹ chuyên lại chọn MetaWorks là nền tảng để giúp Nam Mỹ chuyên đến gần hơn với người dùng? À, cái này thì anh cũng có chia sẻ từ đầu chương trình, nhưng chỉ có điều là anh chưa có nói lý do, đúng không? Thực ra là anh biết tới MetaWorks từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên là tại vì á, căn bản là mình đi đến đâu mình cũng có nghe, mình cũng có gặp, hoặc là mình cũng có nghe những cái anh chị em bạn bè ở trong ngành blockchain và crypto thì đều có nói về MetaWorld, là một nền tảng affiliate mà đã cộng tác với rất nhiều bên và rất là hiệu quả đó. Thì thành ra là mình cứ nghe 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 và rất là hy vọng rằng là một ngày nào đó sẽ có được cái cơ hội để hợp tác cùng với MetaWorld. Thì cuối cùng thì cái ngày đó cũng đã tới, hai bên cũng đã hợp tác được với nhau. Thì MetaWorld thì có rất là nhiều những cái điểm đặc biệt đó. Thứ nhất là có đội ngũ chăm sóc 24 trên 7 này, thứ hai là có nhiều các cái chương trình dành cho affiliate, thứ ba là có cái hệ thống dữ liệu mà được cập nhật liên tục đó, rồi cuối cùng là cái cash out cho affiliate đó, thì rất là nhanh chóng, trong vòng 48 tiếng thì làm được những cái đó, thì mình sẽ có được thêm cái sự ủng hộ và thu hút được thêm nhiều affiliate, thì cái hợp tác với các cái đối tác thì nó sẽ rất là hiệu quả trong việc mà mình thực hiện những cái chiến dịch, có được những người dùng và làm được những cái nhiệm vụ của đối tác như là Nami Exchange. Tuyệt vời. Ok. Và thực tế thì cái mức hoa hồng của anh em Affiliate rất được Nam Mỹ trên ưu ái đó. Ok, để xem cho anh em một chút. Xem mọi người anh em một chút cái chương trình Affiliate. Ok.
Anh Nam thấy màn hình của em không? Không em ạ, anh thấy em. À rồi, thấy Ok. rồi. Ok, để giới thiệu anh em một chút thì đó, cái lý do vì sao Nam Mỹ chọn MetaWorks là cái đối tác để cùng để phát triển thì đã được anh Nam chia sẻ rồi. Thì đây đây chính là giao diện của MetaWorks. MetaWorks là một platform về affiliate bên thị trường blockchain. Ok, đây ví dụ như xe cho anh em về chiến dịch Nam Mỹ đi, đúng không? Thì đây, đó, cái commission, cái hoa hồng quá tuyệt vời, hoa hồng rất là cao và được Nam Mỹ trên ưu đãi dành cho anh em affiliate rồi. Thì ví dụ như là cái phần trăm từ từ những cái lệnh future nhá, từ phí future ấy thì 30% đó, thì nếu muốn anh em muốn mà nâng được cái mức phần trăm nó cao hơn ấy thì mình sẽ phải đạt thêm một số cái điều kiện, ví dụ như là nếu mà muốn tăng lên 40% ấy thì cái volume của future nó phải lên đến 1 đến 5M và anh em liên hệ AM, đúng không? Anh em nào muốn triển khai chiến dịch Nam Mỹ trên nhá thì liên hệ ngay AM, comment chat chat luôn ở trong phần chat, ở cùng chat thì để anh em sẽ liên hệ với anh em và triển khai. Thì anh em thấy rồi, Nam Mỹ Trend nó bây giờ sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho anh em affiliate. Thứ nhất đấy là đứng trên cái quan điểm góc độ là một người làm affiliate nhé, vì thực tế là mình cũng làm affiliate sàn rồi, affiliate rất nhiều sàn rồi. Bây giờ mình thấy Nam Mỹ Trend ấy, thứ nhất là một cái nền tảng mới, thứ hai là đã rất chịu chi nhá, mới nhưng mà rất là chịu chi dành cho khách hàng, dành cho anh em affiliate. Rất chịu chi là gì, chi những thứ nhất là chi đun thưởng này, thứ hai là chi về quân này đó, thì đấy là cái nền móng, cái móng quan trọng để cho anh em truyền thông, để cho hướng tới người dùng, để thu hút người dùng. Thì khi anh em nắm bắt được cái thông tin này rồi, nắm bắt được thông tin từ cái buổi này rồi thì anh em đăng ký, anh em truy cập vào link của MetaWorks đăng ký và tham chiến dịch lên Nam Mỹ trên để đạt được, thứ nhất là chúng ta phải đạt được cái link rep có cái mức commission cao hơn thị trường đó thì chúng ta có một lợi thế rồi. Thứ hai là chúng ta chạy đi trước thị trường nhé, đi trước, chúng ta làm affiliate, chúng ta tuyển rep cho sàn, chúng ta chuyển rep cho Nam Mỹ trên, chúng ta tạo ra nguồn thu nhập đó, thì ta đi trước thị trường, người đi trước luôn là người chiến thắng mà. Với cả là anh em Cái bên chỗ của thấy em nó hơi tiềm năng thì chúng ta chỉ thôi, chúng ta bắt đầu đó. Ok, anh em truy cập vào phần crypto nhé, xong rồi truy cập vào Nam Exchange đấy, ấn zone campaign đồng ý với chính sách này, đây là chính sách hoa hồng nhé đó. Thì đấy, thì đây là một cái link rep code của Nam Exchange, sau đấy anh em triển khai thôi nhỉ, làm affiliate. Nhưng mà làm như thế nào để có hiệu quả thì ngay bây giờ sẽ đến cái phần chia sẻ của một top KOL trong thị trường đó, share với anh em. Ok.